động vật thì em sẽ đọc lại các từ này một lần nữa để cho phụ huynh cho các con nghe ở nhà. The first one. Bear. 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 Daddy. 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 Từ daddy này có nghĩa là bố. Mình gọi là dad hoặc là daddy, nhưng từ daddy có nghĩa là nó thân mật hơn một chút. Mommy. 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 Với bố mẹ con sẽ sợ là this my dad,
This is my mom. Hoặc là I love my dad.